Xin chào quý vị và quý bạn. Hôm nay mình bên Nghĩa Audio xin giới thiệu đến quý vị và quý bạn là một cái dòng loa bãi mới về bên nhà mình. Đấy là dòng loa của hãng DB Audio. Về cái hãng DB Audio này thì nó là được chuyển nhượng công nghệ của Nhật Bản. Là hãng DB Audio này. Đấy. Cái dòng loa này là cái dòng loa DB Audio K230. Và nhé, đây con này nó có gồm là một bát 25 cm. Đây. Em đặt nó ở trên con 850 này, một bát 25 cm. Và hai chép một chung. Đây là hai chép này. Một con chung ở bên này này. Đây là hai chép một chung các bác nhé. Đấy. Hình thức thì cái màu của nó y xì màu của con 850 luôn. Đấy. Nó có thiết kế cái phần thùng của nó to hơn là 850. Đấy. Các bác có thể để nhìn thấy luôn. Mã sản phẩm của nó là con này, nó một lỗ thông hơi đằng sau này, mới cái tên là K230K Professional KTV System, độ nhạy là 92 cộng 3 dB. Này, công suất max là 250W một chiếc, design in Japan, được thiết kế bởi Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc, hàng bãi xịn các bác nhé. Đấy. Về cái dòng này thì nó về nó sẽ có hai đời như thế này, em nói cho các bác rõ nhé. Là một là cái dòng đời bát của nó màu đen, hai là cái bát của nó là màu đỏ. Đấy, là hai loại bát đen bát đỏ. Thực tế ra thì nó là chất lượng thì như nhau, em nghe thì chất lượng của nó thì như nhau các bác nhé. Chất lượng của hai loại này là như nhau, em sẽ mở cho các bác xem cả hai loại. Đấy. Cả hai loại bát luôn. Đây là hai cái loa của nó. Em sẽ mở thùng cho các bác xem, ruột gan cũng như là của nó ở trong này. Mời các bác xem cả bát luôn nhé. Đây các bác có thể xem ở trong ruột của nó đây. Về thực tế thì hai cái bát này đều nó là như nhau các bác, cùng một hãng nó làm ra nhưng mà nó sản xuất ở hai năm khác nhau cho nên là cái màu của nó là khác nhau.
Đây các bác, nó là 500 kép giật cấp các bác nhé. Đây, đây là con tép của nó, cũng tương tự như dòng BMB, con tép 5.2 2 tầng. Đây, con này là bắt màu đen này. Ở bên trong này thì thùng của nó được thiết kế là cái bông của nó là bông màu đen các bác nhé. Đấy, một phân tần rất to, phân tần gồm có hai con tụ, một con chở, một con dây và hai con tụ sứ. Thiết kế thì ba cái tép một con chung, vỏ thùng rất chắc chắn các bạn. Đây là cái con màu đỏ. Đây, nó chỉ khác cái màu gần màu vỏ bát thì nó chẳng khác cái gì với con kia các bạn nhé. Đấy, chất lượng lên nhau. Cái màu đỏ thì thường nó sẽ lắp cái phân tần màu đỏ luôn. Thùng của nó làm rất là chắc chắn các bạn, hình thức cũng rất đẹp. Thì cái giá con này thì con giá đang bán ở bên em mới là giá là 3,2 triệu các bác nhé. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ đến số điện thoại của em. Thì chất âm thì con này thì chất âm mà nghe tiếng sáng mà là bát chắc mà hát rất sướng. Để em có thể mở thử cho các bác nghe một đoạn, em test qua con này cho các bác. Nó ghép với lại con đẩy KTP 201 24 đèn sắt, ghép với loa DB 230. Tiếng rất bay tiếng luôn các bạn. Lên lên 1 2 2 3 4 5 5. Lên lên 1 2 2 2. L 5 6 7 L. Xây giấc mộng ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đổ trắng tròn từng ngày qua có áo em trắng cả đường về, lá thư ước mộng học trò môi tình xanh như cung hoa.